Con đi xe máy nhé. Con muốn đem bằng con về á, mặn lắm con mặn này luôn nhớ thích à. Đi ngay xem mình đem được mình đem chưa. Ra đây ra đây lấy băng này được không? Mẹ khác lấy này đây. Đôi chân thì làm sao? Cho con sâu gióm mà. Con gióm mà con sâu gióm đi mà. Đây mẹ cuốn một tí xong đi. Con đi ra kia hồi mẹ kéo đấy.
Cái bàn của con sao cầm được đi về nhỉ? Thì con cầm cái này nhá. Con ôm cái này nhá. Vâng. Lấy băng này ha, đồ ăn. Không lấy à? Trang trẻ rồi.
Thế thì bé con ra đường hả? Hả? Các con đi để đâu mất? Không nhớ rồi. Đây cái đèn này nhìn hết rồi. Các con sao rồi mà? Nhìn đã ăn rồi. Về đến nhà trả lên giường con con. Này con rửa chân. Yeah. Chân bẩn. Hôm nay đổ về đây mình bóc phơi mai trồng. Vừa xong mai mình trồng. Hôm nay thì trời. Con đi mang để trứng ở đây. Con đi để trứng ở đây. Thế con đánh mắt không? Được. Sắp cái này. Nào. Hai tên. Đi ăn đi lại. Đồ ở trong đi nhá. Đi quay ở ngoài. Mai mình trồng ở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lũ em.
Dưới vậy? Không. Không. Là khối xuống mình đau. Là lưu ăn rồi kẹt. Lưu. Đấy, lưu ổn rồi. Con làm cái gì ấy? Con hỏng bài đấy. Bây giờ lấy cái bàn cho nó hỏng bài trước rồi. Bàn hỏng. Ở ngoài ấy.